Thì báo cáo với các bác là một sào thì các bác cần là 2 trichoderma, tức là 2 ký. Đây, một sào các bác cần 2 ký trichoderma này. Rồi các bác cho em là một humigol nhá. Một bì humigol. Rồi một bì siêu to củ thần điền Baro. Đấy. Để cho tất cả cây nấy củ nấy quả của các bác có được cái môi trường tốt nhất, cải tạo tốt nhất. Đem lại cho các bác một vụ mùa là hầu như là không cần phải sử dụng cái thuốc hóa học nữa. Hello, Trần Văn Hảo, Nông nghiệp 4.0 xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Nhiều anh em cứ hỏi rằng là trồng mì tại sao mà bây giờ lại chết cây con nhiều thế, và khi lớn lên thì lại bị nhiều thối củ nhiều thế các bác ạ. Vậy mình cần cải tạo đất như thế nào? Thì báo cáo với các bác hôm nay, video hôm nay là em sẽ hỗ trợ các bác là chọn cái sản phẩm gì để cải tạo đất được cho nó tốt nhất các bác nhé. Thì trên tay em đây là cái 2 tỷ lệ khuẩn các bác này. Trichoderma 2 tỷ lệ khuẩn. Đấy, các bác sẽ cung cấp lại cái vi sinh vật lại cho cái đất của chúng ta nhé. Đấy, vi sinh vật có ích. Trichoderma là nó sẽ nấm, chống lại cái nấm Phytophthora các bác này. Đấy, và Fusarium, vâng, vân vân. Tức là tất cả những cái nấm nấm này nó sinh ra là để nó đối kháng lại những cái nấm có hại các bác ạ. Nấm này là nấm có lợi nhá. Vậy thì dùng khi dùng như thế nào các bác? Thì chúng ta có thể dùng 1 đến 2 ký cho 1.000 mét vuông. Các bác có thể trộn luôn với những cái phân chuồng khoai mục, hoặc là chúng ta có thể trộn với gì các bác? Trộn thêm với cái siêu ra rễ cực mạnh nha các bác này. Humigol này các bác. Này thì rất là quen thuộc rồi các bác nhỉ. Cái này là cải tạo đất để giúp cho cây ra rễ mạnh các bác nhé. Và chúng ta có thể làm nền cho thêm cho một lần vãi của chúng ta để tiết kiệm lại cái công vãi, thì chúng ta có thể dùng cái tăng trữ bột siêu to củ khoai lang, khoai mì, thần điền Baro cho tất cả các loại cây nấy củ các bác nhé. Vâng. Vậy thì trộn như thế nào các bác? Chúng ta có thể trộn tỷ lệ 1:1 các bác nhé. Hoặc là bây giờ là cái trichoderma này dùng cho 2 ký cho 1.000 mét vuông, thì chúng ta trộn 2 ký các bác ạ. Đấy. Còn nếu mà các bác không có thì các bác trộn 1 ký cũng được. Đấy. 1 ký cũng được các bác nhá. 2 ký thì nó sẽ nhanh lên các bác ạ. Đây, chúng ta sẽ trộn. Đấy. 1 ký này. Nhà em bán phân thì được cái này nhiều này, em trộn 2 ký luôn các bác ạ. Theo tỷ lệ này. Các bác nếu mà có điều kiện thì các bác cứ trộn theo tỷ lệ giống em nhá. Để cải tạo đất cho nó nhanh. Ngửi ra mùi rất là thơm các bác ạ. Ngửi sơ qua mùi rất là thơm. Đấy. Đây là sản phẩm không có gì là độc hại, nên là chúng ta không cần phải bao tay. Chúng ta không cần phải bảo hộ mấy đâu các bác. Đấy. Tiếp đến là các bác dùng cho em 1 ký Humigol này các bác nhé. Giải pháp thay thế DAP. Dùng là mê mà rải là phê luôn các bác. Đấy. Hôm nay em rải xong nó về em phê chết em là không biết thế nào đây. Các bác về mà rải xong là phê quá là điện lại cho em nhá. Đấy. Đây. Sản phẩm là đây các bác. Dạng miếng các bác nhá. Đấy. Cải tạo đất đấy. Em nói với các bác là các bác dùng cái này cho tất cả các loại cây, từ cấp thấp đến cấp cao cũng được. Đấy. Từ nông thôn đến thành thị các bác có thể xài được hết cái dòng này nhá. Còn đây là thần điền Baro các bác này, để tạo cái môi trường pH đất này các bác này, củ ra đâu to đấy này. Đấy, thế thôi các bác nhá. Tỷ lệ như vậy thì các bác có thể trộn đều. Đấy, trộn rất là đều, trộn đều đấy nhá. Và mình mang đi vãi đều, khi mà đất đủ ẩm cho em là một này, trời mưa tí thì càng tốt các bác ạ. Đấy. Rồi, ok các bác nhá. Đấy, vậy thì một sào của chúng ta bây giờ mình tóm lại là gồm những cái gì? Thì báo cáo với các bác là một sào thì các bác cần là 2 trichoderma, tức là 2 ký. Đây, một sào các bác cần 2 ký trichoderma này. Rồi các bác cho em là một humigol nhá. Một bì humigol. Rồi một bì siêu to củ thần điền Baro. Đấy. Để cho tất cả cây nấy củ nấy quả của các bác có được cái môi trường tốt nhất, cải tạo tốt nhất. Đem lại cho các bác một vụ mùa là hầu như là không cần phải sử dụng cái thuốc hóa học nữa. Đấy, nó có nấm trichoderma, nó chống lại những cái nấm mà nó có hại rồi. Đấy, ok. Anh em nào còn có ý kiến nào bình luận thì xin để lại ở lại phần bình luận nhé.
chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Đấy, để những cái video tiếp theo em làm thì các bác có được cái nhận cái thông báo và các bác xem trước. Ok, Trần Văn Hảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.